VinFast được ví như con rồng có nguồn năng lượng tiềm ẩn, đang ngày một lớn mạnh trên bản đồ ô tô thế giới. Mọi ánh nhìn và sự chú ý của truyền thông và các ông lớn trong ngành ô tô đều hướng về VinFast. Điều gì đã giúp VinFast tạo nên kỳ tích này? Hãy cùng Tony xin chào phân tích các lợi thế cạnh tranh mà VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ nhé! Ấn tượng kỳ tích ngành ô tô Việt Nam và thế giới. Khác biệt hoàn toàn với các dự án sản xuất ô tô trên thế giới, VinFast chủ động tạo ra chuỗi giá trị riêng. Thay vì bắt đầu từ một mắt xích trong chuỗi giá trị sản xuất ô tô sẵn có, VinFast nhanh chóng hoàn thiện chuỗi giá trị này. Bên cạnh việc sở hữu quy trình sản xuất công nghệ tự động hóa hàng đầu thế giới, VinFast còn làm chủ các công đoạn cốt lõi. Công ty có khả năng tự thiết kế, sản xuất những cấu phần chính của ô tô theo tiêu chuẩn châu Âu tại Việt Nam. Bằng việc vượt tiến độ dự án 3 tháng, VinFast đã xác lập kỷ lục trong ngành ô tô thế giới. Lần đầu tiên một nhà máy sản xuất ô tô hoàn tất mọi thủ tục chỉ trong vòng 21 tháng, bao gồm việc xây dựng, lắp đặt dây chuyền công nghệ cao, vận hành thử nghiệm và đi vào sản xuất chính thức. Thành quả này thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như các ông lớn trong ngành ô tô trong nước và quốc tế. Thiết kế cao cấp, bản Việt hóa của BMW. VinFast đã trình làng hai dòng xe Lux A2.0 và Lux FA2.0 đầu tiên của mình tại sự kiện Paris Motor Show 2018. Trong đó, mẫu sedan VinFast mang tên Lux A2.0 được trang bị động cơ tăng áp 20L cho công suất 174 mã lực. Mẫu xe SUV có tên gọi Lux SA2.0 được trang bị động cơ với công suất 178 hoặc 228 mã lực. Hai phiên bản xe đầu tiên này đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp của ZF giống như các dòng xe siêu sang như BMW, Audi hay Porsche. Chúng được phát triển dựa trên tỷ lệ kích thước lý tưởng nhất của công nghiệp xe hơi quốc tế. Từ nền tảng cấu trúc kinh điển, các chuyên gia của VinFast xây dựng nên những chiếc xe ổn định, có chiều dài cơ sở lớn. Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ Đức, các dòng xe VinFast cũng gây ấn tượng bởi đường nét thiết kế phù hợp với văn hóa Việt Nam. Ông David Leon, giám đốc thiết kế xe hơi VinFast cho biết, các chuyên gia đã khéo léo đẩy cụm đèn và lưới tản nhiệt về phía trước. Đồng thời, họ cũng phát triển một hệ thống màn hình cảm hứng với hình nền là cảnh quan thiên nhiên Việt Nam. Điều này giúp mang đến một mẫu xe thanh lịch, kiểu dáng đẹp phù hợp với thị hiếu người Việt. Mạng lưới phân phối dày đặc và hệ sinh thái Vingroup. VinFast thực hiện chiến lược kỳ tích của mình bằng việc mua đứt quy trình sản xuất công nghệ tự động hóa trong chuỗi giá trị hiện có. Đồng thời, VinFast cũng tiến hành mua lại toàn bộ hệ thống sản xuất và phân phối ô tô của GM Việt Nam. Theo hợp đồng ký kết, GM Việt Nam sẽ chuyển nhượng toàn bộ các hoạt động bao gồm nhà máy tại Hà Nội, mạng lưới đại lý ủy quyền và đội ngũ nhân sự. Chiến lược này giúp VinFast nhanh chóng sở hữu những đại lý và showroom ở vị trí đắc địa trên khắp các tỉnh thành. Mặt khác, với việc sở hữu các thương hiệu cao cấp như Vincom, Vinpearl, Vinhomes, Vingroup có nhiều cơ hội tiếp cận tập khách hàng tiềm năng và mở rộng quy mô hệ thống phân phối xe của mình. Theo thông tin từ tập đoàn Vingroup, tính tới thời điểm hiện tại, có 6,2 triệu khách hàng đang tham gia vào hệ sinh thái Vingroup, trong đó có Vinhomes, Vinpearl, Vinschool, Vinmart, Vinmed. Đây chính là cơ hội và cũng là lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm VinFast, ông Jamie Luca, tổng giám đốc VinFast chia sẻ. Chưa có thương hiệu ô tô nào trên thế giới có mối liên kết như thế này với người dân Việt Nam. Nếu tận dụng tốt mối quan hệ này thì không gì có thể hạn chế được thành tựu mà VinFast có được. Nguồn cung linh kiện, phụ tùng. Song song với việc mua đứt quy trình sản xuất, hệ thống phân phối, VinFast cũng tiến hành xây dựng công nghiệp phụ trợ riêng cho ngành ô tô. Khu công nghiệp phụ trợ riêng được xây dựng trong khu tổ hợp nhà máy sản xuất và lắp ráp VinFast. Địa điểm này tọa lạc tại Hải Phòng. Tất cả các loại linh kiện, phụ tùng ô tô sẽ được sản xuất từ đây. Điều này giúp VinFast chủ động trong nguồn cung cấp linh kiện, phụ tùng, đồng thời chủ động nắm bắt quy trình sản xuất. Việc chủ động nguồn cung cấp sản phẩm, nhận được hỗ trợ thuế của nhà nước, không chịu chi phí nhập với những sản phẩm sản xuất trong nước giúp VinFast gia tăng lợi thế cạnh tranh so với hãng xe khác, điển hình như Mercedes-Benz. Truyền thông của VinFast. Kể từ khi chính thức ra mắt và mở bán, VinFast luôn là chủ đề hút truyền thông. Có lẽ chính truyền thông là mảng khiến cả Việt Nam và quốc tế ngả mũ bái phục trước độ chịu chơi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Tại tuần lễ Paris Motor Show, VinFast đã gây chú ý với sự xuất hiện của cựu danh thủ bóng đá David Beckham. Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy bên cạnh hai mẫu xe Lux A2.0 và Lux SA2.0. Trong chiến dịch ra mắt của mình, VinFast đã sử dụng thành công chiến lược marketing tích hợp. Việc kết hợp các phương thức truyền thông đã tạo ra sự cộng hưởng, tạo tiếng vang lớn trong ngành sản xuất ô tô quốc tế. Ngoài ra, VinFast định vị thương hiệu là dòng xe sang cao cấp. Dòng xe này hướng tới cả khách hàng trong nước và quốc tế, nghĩa là phân khúc chính là nhóm đối tượng khách hàng có thu nhập cao, chịu chi và thích trải nghiệm. Vì vậy, độ chịu chơi khi rót tiền đầu tư vào truyền thông và mạng xã hội với các KOL là chiến thuật sẽ giúp VinFast dẫn dắt dư luận và tạo nhận diện của VinFast. Những ấn tượng ban đầu của VinFast đã cho thấy sự khác biệt của Vingroup. Theo đó, từ xưa đến nay,
Bản chất của Vingroup luôn là đẳng cấp, khác biệt, nói là làm và hướng đến tinh thần dân tộc. Vì vậy có thể nhận thấy được hiệu quả mà VinFast đang làm được khá tốt, dọn đường cho ngành ô tô Việt bước ra thị trường thế giới. Đừng quên theo dõi kênh Tony Xin Chào để có thêm những thông tin mới nhất về quan điểm kinh doanh, khởi nghiệp của các vị tỷ phú trên thế giới bạn nhé!